JD, do you want to eat? Muốn ăn không? You want to eat, JD? Ngày hôm nay là cứ đi ra đi vô, đi ra đi về miết luôn nha cô chú nha. Mệt với nó luôn, mắc mệt với nó luôn á. Mới đi vô đó, giờ đi ra nữa, giờ cầm theo cái hộp cọc tóc đó đi nữa, rồi cho rớt nữa. Làm gì à? Làm gì à? Con chơi kiểu gì lạ chơi? Trời ơi, nó đẩy rồi mày cho con cắm đầu nha chưa? Cắm đầu đó. Ao cái gì mà ao? Nó tự làm rồi tự la, nó diễn mà, nó bây giờ nó đang học khóa diễn xuất mà. Mà cái khóa mà lăn lê bò lết mà đóng cái vở mà bi thương á. Đó, là hai cái đầu gối chạy dưới sàn đó. Mà người ta lại chạy ở trên sân khấu, còn nó chạy dưới thành xi măng. Chạy cho xước đầu gối luôn. Đó đang diễn cái tụi nó. Bye bye. Bye bye. Bye you. Gì vậy? Coi kẹp nó thấy thương không? Mặc bộ đồ trắng ghét dễ sợ, ghét mặc đồ trắng. Hai ai hả? Ai đâu hai? Người ta có thấy con đâu, con hai người ta. Nó không cần ai thấy nó hết, chỉ cần nó thấy người ta thôi là nó hai rồi đó cô chú. Trời ơi, thương không? Hai. Trời ơi. Hai. Chào một cách. Trời ơi, chào một cách. Trời ơi, chào một cách mà mình gọi là nhiệt tình. Rồi, rớt đồ, thấy chưa? Lụm đồ vô, kệ người ta đi. Dây nói gì vậy? Chưa. Trời ơi không biết nói gì luôn. Trời ơi giữ chân giữ chân. Mặt giữ chân lắm chứ. Giờ về lụm tiếp. Dành cả tuổi thanh xuân để đi làm rớt đồ, đi lụm đồ. Trời. Nó cà quẹt xong bỏ đồ tôi luôn chạy. Trời ơi nó kêu ai vậy trời? Kêu ai vậy trời? Chạy đi, stop. Dừng lại. Stop. Lụm đồ cho mẹ đi con, please. Lụm đồ cho mẹ đi con. Chạy, đi lại lụm đồ cho mẹ. Mất đồ mẹ kìa. Mà như vậy là mình xả rác rồi đó con. Đó kìa. Thật kỹ đâu? Lại lụm đồ cho mẹ đi con. Kìa, lụm đồ nè, đây nè, lụm đồ nè. Lụm vô. Rồi bây giờ nó chán rồi. Nó chán nó không thèm lụm đồ tôi vô luôn rồi kìa. Nữa, rồi. Đây, mẹ bỏ vô. Lụm vô đi con, please. Làm ơn giúp mẹ đi con. Yêu gì? Ừ đúng rồi, cỏ đó. Lụm lên có cỏ, có đồ nó yêu á. Yêu mà dơ đó cô chú. Yêu mà dơ đó. Dơ quá à. Thank you. Giờ là làm biến rồi. Con này nó cũng có cái máu làm biến dữ lắm. Ngang ngửa mẹ chứ không ai đó. Mẹ mà làm biến không biết là làm xiên kè. Đây chay, để nó nghe. Rồi còn cộng nè. Rồi lại chơi Lucky đi, lại chơi Lucky đi. Mấy cầm cho, lại chơi Lucky đi. Thái rồi ký. Đó giờ là chay là bạch cô nương. Người ta là ê, no. Why did you do that? Tại sao lại dậm đuôi Lucky? Chay Lucky là hắc công tử, còn chay là bạch cô nương. Bạch cô nương. Trời ơi bạch cô nương kìa, có mặt bạch kìa. Trời đất ơi. Trời. Diễn đó. Bạch cô nương là cái mặt đi phải chảnh vậy đó, phải ngước mặt lên trời vậy đó. Bạch cô nương. À mẹ đi. À mẹ. Con à mẹ đi. Thương má. Trường con xạo quá thôi. Rồi đổ nữa đi rồi mệt nữa. Thôi để bệnh của người ta làm chi vậy? Đó. Phá đi phá cùng làng khắp sớm coi được không? Rồi dẫn kéo qua chừng nào cho hết thôi nè, coi được không? Con này chắc đạp, tao đập nó quá ta ơi. Bỏ xuống.
nghỉ phè. Phá cũng 8 làng nữa chứ. Ê, chuẩn bị mưa rồi. Trời ơi, tối nay chuẩn bị mưa nữa hay sao đây? Nhô, mới giống nấm con mẹ. Ồ, cái bụi này bụi gì ta? Bụi này giống như... À không. Say hi. Không khoái giỡn. Rồi rớt nữa. Khoái giỡn như nó ghê không? Nó không biết hay lạ. Nó không hề biết ai lạ. Ai nó cũng đi theo. Bởi con này người ta bắt cóc nó dễ lắm. Cho nó ăn cây kẹo sô-cô-la là bắt được à. Không như nó kìa. Gảnh lắm. À, tự nhiên giờ ba đã bỏ tôi đứng đây. Con lấy cái vỏ mẹ con đeo nào chơi. À, chơi. Trời ơi, nó lấy vỏ tôi nó xỏi vô đeo luôn coi được trời nó không. Vậy đâu, đây nè, cái vỏ này phải đeo vậy nè. Để mình rút ngắn lên cho đeo lại. Đó, đeo vô. Rồi ôm sao. Đúng rồi, đang đeo gì đó. Ê, vậy tuột rồi, bị tuột rồi. Bậy. Trời ơi. Ê. Tuốt. Đây mày đeo lên cho. Ừ, ngằng bao giờ. Hả, anh sợ chưa? Wow. Coi nha, cẩn thận nha. Cái bên bên thay sao? Look at her. Oh my god, I can't stand her. Yeah, just like mine. Okay, let's go. Trời, nó mê cái vỏ nè. Ê, nó ghê nè, đừng dục viên sông nha. Oh my god. Oh baby. Tristan house. 470. I know, it's gonna go for 430. I'm surprised they didn't take the offer for 430 already. 470, he said. I swear we should jump on it. No, I don't like it's that. It's a great opportunity. Great view, but I don't like how small it is. It's so small. Chạy đi. Chạy lâu quá mới được ra thuyền nè cô chú ơi. See, look. Yeah, we can totally raise that whole top level. Baby, can you turn up the music, please? Invest 100,000 in it. Hey, chạy đi. Lấy vỏ mèo đeo vô coi. Yeah, bây giờ là tới khi mà Jay biết thưởng thức thuyền ấy, thì bắt đầu là thuyền sắp cất vô rồi, năm sau Jay sẽ biết thưởng thức hơn thì đợi tới năm sau vô nữa nha con. Đây nè cô chú ơi, Jay đang ăn thịt gà nè cô chú. Ăn không con? Khoái. Thịt gà này mẹ ướp ngon. Ở đây mẹ làm đi, mẹ làm cho. Ngồi xuống đi, cứ ngồi xuống. Con ngồi, con chỉ ngồi xuống và con ăn thôi. Cho cô chú coi. Đó. Vậy ăn ngoan lắm á cô chú. Ăn thịt gà không à. Chưa, nhai xong chưa? Ừ, chú. Chú hả? Đeo nó vô hả? Coi nè, nó đeo cái vòng vô kìa. Được chịu nổi không? Để đây, ăn mì gà vô. Nhỏi quá. Ngon không? Nó dạ ngon. Ba. Ừ. Con nói dạ ngon đi. Dạ ngon. Cái trái. Ai? À, đồng hồ. Con nói đi đồng hồ. Đầu tóc à, đầu tóc nhìn nha. Đầu bụi tóc đó dễ sợ không? Nè, nè, đây nè. Thấy không? Muốn nước không? Nước uống không? Nước uống hả? À mẹ chưa? À, dạ. Con nói mẹ. Mẹ. Sầu riêng. Mẹ nu riêng à. Con ăn. Ăn ăn. Sầu riêng. Mẹ mì. Đó, ăn đi. À, ngon không? Mẹ. Mà ngon không? Dạ. Dạ ngon. Dạ. Quá mẹ ơi.
Cô chú Thái Trang sầu riêng giỏi chưa? Cho mẹ miếng nha. Con ăn cái muối này ngon hơn. Cái muối này ngon hơn nè, con ăn muối này đi. Ăn muối đó đó hả? Thôi đưa cho mẹ muối đó đi, con ăn muối này đi. Đó, ăn muối này nè, cái này ngon hơn nè. Ăn đi. Nó có nhiều cơm hơn. Vô. Vô. Ngon quá. Ngon không? Ngon không? Wow. Con chơi chơi làm gì chơi? Làm đi. Wow. Ngon. Ngon quá. There's some chicken over there, baby. So I can just eat it doing homework? Ngon quá. Ăn cho cô chú coi coi, ăn cho cô chú coi coi. Cô nó ăn rồi. Ăn hết cái hộp luôn, trời ơi. Úi, rồi, này ăn không ăn. Rồi. Mẹ ăn này sao? Hi, egg roll. Huh? What kind of egg rolls are they? Banana. It's really good. Right? Ngon. Dạ ngon đi con. Cô chú Thái Giang tài tình cho cô chú. Chưa được hay nào. Dám gì? Trời ơi, bà diễn dễ sợ. Tôi mệt, bà dễ sợ. Diễn quá diễn rồi, ăn rồi làm bộ trốn rồi nữa. Ăn cho cô chú thèm chơi. Đừng cắn hộp đi. That's for the day. Không. That's like cake. Không ăn nữa hả? Ăn cho cô chú ăn hả? Ờ, cho cô chú ăn, mời cô chú. À, giỏi quá. Sầu riêng đúng rồi. Đúng rồi, sầu riêng á. Cô chú thấy không? Chưa tới 2 ngày bánh chưng nữa. Ngon quá. Không ăn nè hả? Ngán hả?